Bảo Huỳnh
bảo mình nhẹ lắm bác ạ. Có Thanh Ba với cả Thanh Ba với một đội nước yếu lắm, sáng nay cho anh Công một đánh đôi mà. Thế là thắng 3-0 ạ, thắng 3-0 nhỉ. Chiều mình đánh tiếp ạ. Chiều như gặp Thanh Ba hay sao nhỉ? Dạ vâng. Cháu cũng không rõ lịch lắm. Vâng, chiều bác lên xem bác nhá. Dạ vâng ạ.